Chào mừng các bạn đã trở lại với tiêu điểm bóng đá ngày 7 tháng 10 trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Chương trình mang đến góc nhìn khái quát và điểm tin nóng hổi nhất trong 24 giờ qua. Tiêu điểm của hôm nay không gì khác ngoài cuộc đại chiến đáng được mong chờ nhất trong cuối tuần này, đó là cuộc đụng độ đầy duyên nợ của nhà đương kim vô địch Premier League Man City và đương kim á quân của giải đấu Arsenal. Giờ thì không để các bạn đợi thêm nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Với chỉ một điểm cách biệt và có phần mong manh, đây được cho sẽ là trận đấu mang tính bước ngoặt cho thứ hạng của hai đội bóng trong giai đoạn đầu mùa này. Với lợi thế sân nhà của mình cùng với đó là việc huấn luyện viên Pep Guardiola đang phải chật vật với bài toán không có Rodri. Chưa kể ở lần gặp nhau gần đây nhất, cụ thể là trận chung kết FA Community Shield, pháo thủ cũng đã từng hạ gục Man City. Do đó đây được xem là các yếu tố thiên thời địa lợi và nhân hòa để người hâm mộ đội bóng thành London có quyền nghĩ đến một kết quả có lợi. Hãy cùng đến ngay với phần họp báo huấn luyện viên Mikel Arteta, nơi ông sẽ cập nhật những thông tin đáng quan tâm về tinh thần thi đấu của các cầu thủ trước khi bước vào trận đấu, thể trạng một số cái tên nổi bật điển hình như chấn thương mà Bukayo Saka hay Gabriel Martinelli đang gặp phải, cũng như những dự đoán về cách vận hành lối chơi mà ông sẽ mang đến trong giai đoạn sắp tới. Dấu hỏi mà nhiều cổ động viên pháo thủ đang mong chờ câu trả lời nhất chính là liệu rằng Saka, một cầu thủ gần như không thể thay thế trong đội hình của Arteta, hiện tại liệu có thể đạt thể trạng tốt nhất để ra sân hay không? Cũng chính là tiêu đề đầu tiên mà cánh phóng viên đặt ra cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Trích dẫn từ Football London, ông chia sẻ, vâng, cậu ấy đang chạy đua để trở lại. Hãy xem cậu ấy sẽ tiến bộ như thế nào từ đây đến Chủ nhật. Việc cậu ấy vắng mặt chưa bao giờ là một tin tốt cả, nhưng phải xem rằng cậu ấy sẽ hồi phục như thế nào. Khi được hỏi về tình trạng cụ thể của chấn thương, vị chiến lược gia 41 tuổi lại tỏ ra lấp lửng. Tôi sẽ để việc đó cho các bác sĩ. Ngoài ra, một trong những thông tin khiến nhiều Gunner cảm thấy không mấy vui vẻ đã xuất hiện trong ít ngày qua. Đó là việc Saka được huấn luyện viên Gareth Southgate triệu tập lên đội tuyển Anh cho các loạt trận FIFA Day sắp tới, bất chấp các dấu hiệu quá tải của anh. Tôi đã nói chuyện với Gareth một vài lần, tôi phải làm công việc của mình và báo tin cho ông ấy. Ông ấy cần nó để đưa ra quyết định tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ không can thiệp vào việc đó, Arteta thổ lộ. Ngoài tình trạng của Saka, Thomas Partey cũng là cái tên được ông thầy đề cập trong buổi họp báo. Đáng chú ý, tiền vệ người Ghana đã xuất hiện trên băng ghế dự bị của Arsenal trong chuyến làm khách đến sân của Lons hồi giữa tuần. Dù vậy, ông vẫn chưa có cơ hội để đánh dấu sự trở lại. Cậu ấy đang bình phục sớm hơn so với dự định. Chúng tôi muốn có cậu ấy trong đội hình nhưng lại không thể để cậu ấy ra sân hôm thứ ba vì một số vấn đề cần phải giải quyết khác. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta lại không đưa ra thêm bất kỳ cập nhật nào về tình trạng của Gabriel Martinelli. Trên thực tế, ông vốn dĩ là một người rất ít khi tiết lộ về vấn đề thể lực của các học trò, hoặc nếu có thì đó thường là những đòn tung hỏa mù đánh lạc hướng đối thủ. Thế nên mọi ánh mắt sẽ phải đổ dồn vào các đoạn clip trên sân tập để dự đoán xem Martinelli có thể trở lại hay chưa. Trước khi buổi họp báo kết thúc, nhà cầm quân sinh năm 1982 đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của trận đấu sắp tới, đồng thời tự tin rằng họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Man City. Theo trích dẫn trên trang chủ của Arsenal, trả chiến thắng tại chung kết Community Shield là điều quan trọng với chúng tôi. Giành được danh hiệu trước Man City luôn là một điều gì đó đáng tự hào, cũng như cách mà chúng tôi đã giành được nó, và nó đã mang lại cho chúng tôi sự tự tin và niềm tin rằng chúng tôi sẽ lại có thể đánh bại họ. Rõ ràng đó là chuyện cách đây không lâu, nó đến ngay sau giai đoạn tiền mùa giải, thời điểm mà chúng tôi có sẵn nhiều cầu thủ. Nhưng giờ khi đã bước vào mùa giải, tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu khác. Cuối cùng, Arteta kết thúc buổi thảo luận của mình bằng lời kêu gọi hướng đến những cổ động viên. Bất kỳ đội bóng nào Premier League đều có đủ động cơ và chất lượng để đánh bại bạn, và tôi nghĩ chắc chắn tất cả các huấn luyện viên đều nhận thức được điều đó. Trước hết, tôi nghĩ rằng chúng tôi có bầu không khí tuyệt vời nhất từ trước đến nay tại Emirates, và nếu chúng tôi có thể tạo ra bầu không khí đó thì điều đó sẽ rất hữu ích cho đội bóng. Chúng tôi có những khoảnh khắc mà chúng tôi đã quản lý nó một cách xuất sắc. Trận đấu với PSV là một ví dụ, hay gần đây hơn là một số giai đoạn nhất định trong trận đấu với Spurs. Nhưng điều đó phụ thuộc vào chúng tôi, hy vọng khán giả vẫn luôn ủng hộ tinh thần và đó sẽ là lợi thế lớn đối với cả đội. Về phần Man City, dù ít dù nhiều thì với cương vị là một nhà vô địch, áp lực dành cho họ sẽ là lớn hơn. Như đã nói, bài toán không có Rodri vẫn là một điều gì đó khiến Pep Guardiola phải bận tâm, bởi các con số thì không nói dối. Không tính thất bại trước chính pháo thủ tại Community Shield thì trong cả hai trận thua duy nhất của The Citizen từ đầu mùa đều là hai trận đấu mà Rodri không có mặt. Tương tự với trường hợp của Mikel Arteta, Pep Guardiola bắt đầu buổi họp báo của mình bằng việc trả lời các câu hỏi liên quan đến tình hình lực lượng từ các cánh phóng viên.
Đầu tiên là về trường hợp của John Stones, người được cho là đã bình phục sau 2 tháng vắng bóng. Anh cũng đã được điền tên vào băng ghế dự bị của Man City trong trận đấu với RB Leipzig hồi giữa tuần, cũng như xuất hiện trong danh sách triệu tập huấn luyện viên Gareth Southgate vừa công bố mới đây. Tuy nhiên, trích dẫn từ Manchester Evening News cho thấy Pep thì lại không nghĩ như vậy. Không, Stone vẫn chưa sẵn sàng ra sân. Có thể với đội tuyển quốc gia thì có, nhưng với chúng tôi, câu trả lời là không. Một lần nữa, câu chuyện đối phó với sự vắng mặt của Rodri lại là một đề tài mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải chia sẻ trước truyền thông, nhất là khi đối thủ của họ sắp tới đang sở hữu những cái tên kiệt xuất ở hàng tiền vệ. Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Hôm nay, tôi muốn nói chuyện với các trợ lý của mình, phải phân tích tập luyện vào chiều nay và có được sự chuẩn bị tốt vào sáng mai. Rodri là một trong 3 tiền vệ trụ xuất sắc nhất của thế giới. Do đó, tầm ảnh hưởng của cậu ấy đối với đội là rất lớn. Nhưng cậu ấy sẽ không có mặt ở đây. Chúng tôi cũng đã từng đối mặt với những sự vắng mặt quan trọng trong quá khứ và phải thích nghi với điều đó. Tinh thần đồng đội và mối quan hệ quan trọng hơn so với bất kỳ một thứ chiến thuật nào. Vì nếu bạn giữ được mối quan hệ tốt, nếu một cầu thủ mắc lỗi, những đồng đội xung quanh sẽ giúp đỡ bạn. Sự liên kết đó rất quan trọng, và khi chúng tôi vắng mặt cầu thủ quan trọng như Rodri, chúng tôi cũng cần nhìn sâu vào bên trong bản thân mình để giải quyết nó. Chúng tôi không thể cứ khóc lóc hay phàn nàn mà thay vào đó là tìm ra giải pháp để cầu thủ trong đội hình xuất phát giành chiến thắng tại London. Nhưng đồng thời ông cũng cho thấy sự tự hào về những nhân tố trẻ mà mình đang có trong tay. Những Phil Foden, Alvarez, Doku hay thậm chí là Rico Lewis đã thi đấu đặc biệt ấn tượng hồi giữa tuần, đồng thời đưa ra mục tiêu cho cả đội trong thời gian sắp tới. Tôi rất vui về tất cả các cầu thủ, cả những người trẻ lẫn những cầu thủ chủ chốt. Chúng tôi biết mình đạt được mức nào, chúng tôi có thể chơi tốt hơn hoặc tệ đi, nhưng ở các buổi tập trọng tâm của toàn đội vẫn còn đó. Trong trận gần đây, chúng tôi vẫn dẫn đầu giải đấu và ở Champions League, cầu thủ đã bước một bước tiến lớn trong việc vượt qua vòng bảng. Và giờ là lúc để tập trung vào lại Premier League cho đến khi Champions League quay trở lại. Cuối cùng, nhà cầm quân năm 22 tuổi đưa ra những nhận định của mình về trận đấu sắp tới, qua đó gửi chiến thư đanh thép đến đội bóng Bắc London. Các trận đấu khác nhau, ngoại Anh rất khó khăn và Leipzig cũng vậy. Đối với Wolf, trận đấu sẽ hoàn toàn khác với Arsenal. Wolf luôn cắt cử một tiền vệ trụ đi cùng Matteo. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra với Arsenal. Chúng tôi phải thích nghi, chúng tôi hiểu về nhau rất rõ đấy. Họ là một đội tốt, thứ hai là họ là đội chủ động kèm người, cho phép bạn chủ động thực hiện một số thao tác, nhưng sau đó họ sẽ trở nên quyết liệt. Họ có một lối chơi rõ ràng và một lực lượng thực sự tốt. Arsenal đã chiến đấu để trở thành một nhà vô địch, và giờ họ lại ở đây. Arsenal đã trở lại. Khi tôi còn là một cậu bé ở Barcelona, Arsenal luôn ở đó. Tôi thấy họ đã chiến đấu như thế nào với đội của Fergie, và giờ họ đã trở lại. Khi bạn nhìn vào lịch trình, Emirates là một trong những cuộc di chuyển khó khăn nhất. Arsenal có thực sự mạnh hơn mùa trước không? Tôi không biết, vì tôi không ở trong phòng thay đồ và nói chuyện với họ. Tôi biết Sir Alex, tôi biết Jesus, nhưng những người còn lại tôi chẳng biết gì về họ. Các công tác tuyển dụng mà họ đã thực hiện thật sự tốt, đẳng cấp vượt trội của cao thủ từ thủ môn, Harvard, Rice, Arsenal là một tập thể rất mạnh. Rất nhanh chóng, những buổi họp báo, hay nói chính xác hơn là từng câu từng chữ của Pep Guardiola và Mikel Arteta đã được giới truyền thông mổ xẻ triệt để cho các bài báo trên trang nhất của mình. Trong khi dòng tiêu đề Pep Guardiola vật lộn với việc thay thế một Rory đẳng cấp thế giới cho cuộc đụng độ Arsenal, thì Daily Mail cũng đề cập đến vấn đề tương tự bằng dòng tít. Bên trong đại bản doanh của Man City, Pep Guardiola đang chuẩn bị cho đội bóng của mình để nắm lấy cơ hội cho Arsenal sau nỗi thất vọng tại Molineux. Nhưng The Citizen sẽ phải tiếp tục đối phó với việc thiếu vắng Rodri. Về phía The Mirrors, họ trích dẫn thông điệp của huấn luyện viên Mikel Arteta bằng bài viết: Mikel Arteta đưa ra tuyên bố táo bạo trước Man City khi muốn cùng Arsenal làm nên lịch sử. Kèm với đó là một dòng thông tin thể: Arsenal đã có thành tích kém cỏi trước Man City và điều đó khiến họ phải trả giá ở Premier League ở mùa trước. Nhưng Mikel Arteta tự tin rằng đội bóng của ông có thể lật ngược tình thế vào cuối tuần này. Còn với The Athletic, thông tin cơ bản mà họ muốn nhắn gửi đến độc giả của mình chỉ gói gọn bằng việc Saka của Arsenal đang đấu tranh cho cuộc đối đầu với Man City vào cuối tuần này. Không chỉ dừng lại ở giới truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, những lời phát biểu từ hai vị chiến lược gia đại tài cũng thu hút sự chú ý. Một cổ động viên của Man City nhận định: Rodri sẽ hòa nhập với bất kỳ đội bóng nào ở ngoại Anh một cách dễ dàng. Tại sao không, sẽ không dễ dàng để City thi đấu nếu không có anh ấy, nhưng City vẫn sẽ thắng. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số người phát hiện về thái độ lạnh nhạt của Pep Guardiola khi tiết lộ về tình hình của John Stones. Một người chỉ ra có vẻ như bạn đang thảo luận về mức độ sẵn sàng thi đấu của một cầu thủ và phản ứng của bạn hơi thái quá. Bạn có thể cung cấp thêm bối cảnh hoặc giải thích lý do tại sao bạn cho rằng anh ấy chưa sẵn sàng. Điều này có thể dẫn đến một cuộc trò chuyện mang tính xây dựng hơn. Người khác tiếp lời: chuyện gì đang xảy ra với Stone vậy? Chẳng phải là quá lạnh nhạt sao? Phía người hâm mộ của pháo thủ thì lại quan tâm đến tình hình lực lượng cũng như những gương mặt mà Mikel Arteta sẽ điền tên vào đội hình trong trận đấu sắp tới. Một tài khoản chia sẻ: làm ơn hãy để Harvard chơi vị trí số 9 cùng một hàng tiền vệ đầy sức mạnh.
Người khác thì lại đặt nghi vấn, không có thông tin gì về Martinelli sao, người đáng lẽ phải góp mặt vào cuối tuần trước. Dù vậy, một số khác lại cho rằng vấn đề của pháo thủ không nằm ở mặt lực lượng, chẳng hạn như lời bình luận dưới đây. Thứ chúng ta thiếu chỉ là một tâm lý đúng đắn, còn lại chúng ta gần như ngang bằng với họ. Hãy có được một tâm lý chiến thắng, nhiệm vụ chỉ có một, đó là giành được 3 điểm, và tôi ước chúng ta có thể làm điều đó một cách thuyết phục, cả trong kiểm soát, cầm bóng, tấn công và phòng ngự cho đến khi tiếng còi chung cuộc vang lên. Và đó là tất cả những gì có trong tiêu điểm bóng đá vào ngày hôm nay, một chương trình vào buổi trưa hàng ngày chỉ có tại Bình Luận Viên Anh Quân News. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.